Nam Mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp của Đát Tham Má trên Ban Thoát. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng bài 75, Kinh Magandhyaya. Magandhyaya Sutta, phân đoạn 352 đến 353. Sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả phân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mà tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng bài 75, Kinh Magandhyaya. Magandhyaya Sutta, phân đoạn 352 đến 353, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thượng Tôn Đệ Tử Phật. Kính chào chư Tôn Đức và tân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Magandhyaya. Bài kinh này là cuộc đối thoại giữa Đức Phật và du sĩ Magandhyaya.
đọc qua cái bài kinh này, chúng ta sẽ nhận thức được một điều. Không phải ai cũng có thể nhận biết được cái tốt thấy người khác làm tốt, chưa chắc thì đã có những người họ quan hỷ, họ hưởng ứng theo. Cũng như có người họ cho rằng là nếu mà ai cũng tu theo Đức Phật, tu theo Đạo Phật thì cái xã hội này nó sẽ bị chậm tiến, lạc hậu vân vân. Nhưng mà khi họ nói như vậy đó, chúng ta không có đủ lời lẽ để mà chúng ta thuyết phục họ. Đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác thì Ngài rõ biết trường hợp này, một người mà họ xuyên tạc như vậy thì Ngài sẽ nói như thế nào để thuyết phục họ. Magadhyaya cho rằng Đức Phật là một người phá hoại sự sống, tức là làm cho sự sống này nó ngưng lại, nó không có phát triển, nó không có chạy theo mà con người gọi là cái sự tiến bộ về vật chất. Trước cái thái độ, trước cái sự chỉ trích đó, Đức Thế Tôn đã nói gì? Và Ngài đã đưa ra những thí dụ thế nào để cho Magadhyaya hiểu Ngài không phải là người phá hoại sự sống, mà Ngài muốn ngăn chặn lại, Ngài muốn ngăn chặn cái sự hoạt hành của những cái thứ gọi là phiền não. Thì ở trong bài học này chúng ta chia làm hai phần, một phần học ngày hôm nay và một phần chúng ta sẽ học vào ngày thứ ba. Hôm nay được biết là Thượng tọa Nhất Đẳng sẽ điện khuyết cho Thượng tọa Pháp Tân để giảng bài kinh này. Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Sa thụ sa thụ, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Sĩ Nhật Quỳnh. Sau đây con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 75 Kinh Magandhyaya. Magandhyaya Sutta, phân đoạn 352 đến 353 sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Bài 75 Kinh Magandhyaya, phân đoạn 352 đến 353. Tên bài kinh lấy theo nhân vật chính, du sĩ ngoại đạo Magandhyaya,
người đến đối thoại với Đức Phật. Thọ ấy, Thế Tôn trú giữa dân chúng Cú Rú tại thị trấn của dân chúng Cú Rú tên là Kammasathamma. Bây giờ, du sĩ ngoại đạo Magandhiya chỉ trích Đức Phật là người phá hoại sự sống. Đức Điều Ngự đã trả lời bằng một trình bày khúc chiết về sự sống, sự khổ, sự giải thoát. Ngài cũng dạy thêm sự hiểu biết hạn hẹp của chúng sanh đối với đạo lý của các bậc thánh giải thoát. Magandhiya là anh em bạn gì với Hoàng Phi Magandhiya? Vị này là một du sĩ ngoại đạo có quan niệm sống như chủ nghĩa hiện sinh của ngày nay. Trong bài kinh này, sau khi nghe pháp từ bậc đạo sư đã xuất gia trở thành bậc A-la-hán. 252, câu chuyện lạ bắt đầu từ lời chỉ trích lạ lùng. Du sĩ Magandhiya ghé thăm một gia đình Bà La Môn, được biết Đức Phật đang trú ở đấy liền đưa ra lời chỉ trích kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Cú Rú tại thị trấn của dân chúng Cú Rú tên là Kammasathamma. Trên thảm cỏ trong nhà lửa của một Bà La Môn thuộc dòng họ Pharawaya. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Kammasathamma để khất thực. Đi khất thực ở Kammasathamma xong, sau bữa ăn, trên đường đi khất thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa. Rồi du sĩ Magandhiya trong khi đi bộ ngao du cùng khắp đến tại ngôi nhà lửa của Bà La Môn thuộc họ Pharawaya. Du sĩ Magandhiya thấy thảm cỏ đã soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà La Môn thuộc dòng họ Pharawaya. Khi thấy vậy liền nói với Bà La Môn thuộc dòng họ Pharawaya: tấm thảm cỏ này trong nhà lửa của tôn giả Pharawaya đã được sửa soạn cho ai? Hình như là chỗ nằm ngủ của một sa môn. Thưa tôn giả Magandhiya, có sa môn Gotama là Thích Tử, dòng xuất gia từ dòng họ Sakya Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chỗ nằm này được sửa soạn cho tôn giả Gotama ấy. Này Magandhiya, hãy thận trọng lời ông nói. Này Magandhiya, hãy thận trọng lời ông nói. Nhiều vương tộc trí giả, nhiều Bà La Môn trí giả, nhiều cư sĩ trí giả, nhiều sa môn trí giả có lòng tin nơi tôn giả Gotama ấy và đã tu tập theo thánh đạo, theo pháp và theo chí thiện. Này tôn giả Pharawaya, nếu chúng tôi thấy mặt tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước mặt vị ấy: sa môn Gotama là người phá hoại sự sống. Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. Nếu tôn giả Magandhiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại sự tình này cho sa môn Gotama biết. Tôn giả Pharawaya, hãy yên lòng và hãy nói lên những điều gì đã được nói. Câu chuyện được tiếp tục với chi tiết thú vị. Kinh văn: Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện giữa Bà La Môn thuộc dòng họ Pharawaya và du sĩ Magandhiya, và Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến nhà lửa của Bà La Môn thuộc dòng họ Pharawaya. Sau khi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà La Môn thuộc dòng họ Pharawaya đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.
Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn thuộc dòng họ Pharavaja đang ngồi một bên: Này Pharavaja, có phải có cuộc nói chuyện giữa du sĩ Magandhiya với ông về vấn đề thảm cỏ này? Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Pharavaja hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, bạch Thế Tôn: Chính là điều chúng con muốn thưa với tôn giả Gotama, và tôn giả Gotama đã đoán trước chúng con. Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và Bà La Môn thuộc dòng họ Pharavaja chưa nói xong, du sĩ Magandhiya khi đi bộ ngao du cùng khắp đến tại ngôi nhà lửa của Bà La Môn thuộc dòng họ Pharavaja, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngữ và nghĩa danh từ Phunahuno không thể dịch đơn thuần bằng chuyển ngữ. Theo sớ giải thì điều này có nghĩa người hủy hoại sự lớn mạnh của cuộc sống. Điều này liên hệ tới một giáo thuyết được ưa chuộng và sự tu hành đích thực là cảm nhận các cảnh của giác quan bằng tâm thái tinh khôi, không qua sự giải thích, chế ngự, né tránh hay kinh nghiệm quá khứ. Hatawadino Maria Dakaraskasta. Điều này giống như quan điểm của một số người tu là làm mới cuộc sống trong từng khoảnh khắc. 253. Câu trả lời của Đức Thế Tôn. Trước hết, Đức Phật muốn Magandhiya xác định lý do tại sao đưa ra điểm của mình. Kinh văn. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Magandhiya đang ngồi một bên: Này Magandhiya, con mắt ưa thích sắc, ái lạc sắc, hoan hỷ sắc, và Như Lai Diếp Phục thủ hộ, hộ trì con mắt và thuyết pháp để phòng hộ con mắt. Này Magandhiya, có phải vì vậy mà ông nói Sa môn Gotama là người phá hoại sự sống? Chính vì vậy, tôn giả Gotama, mà tôi nói Sa môn Gotama phá hoại sự sống. Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. Này Magandhiya, tai ưa thích tiếng, vân vân. Này Magandhiya, mũi ưa thích hương, vân vân. Này Magandhiya, lưỡi ưa thích vị, vân vân. Này Magandhiya, thân ưa thích xúc, vân vân. Này Magandhiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, hoan hỷ pháp, và Như Lai Nhiếp Phục thủ hộ, hộ trì ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandhiya, có phải vì vậy mà ông nói Sa môn Gotama là người phá hoại sự sống? Chính vì vậy, tôn giả Gotama, mà tôi nói Sa môn Gotama là người phá hoại sự sống. Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. Rồi Đức Phật nêu lên hình ảnh của một người đã quá biết những hệ lụy của dục lạc, nên từ bỏ dục lạc và hỏi Magandhiya nghĩ thế nào. Kinh văn. Ông nghĩ thế nào này Magandhiya? Ở đây có người trước kia đam mê các sắc pháp, do mắt nhận thức các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandhiya, ông có nói gì về người này? Không có gì, thưa tôn giả Gotama. Ông nghĩ thế nào này Magandhiya? Ở đây có người trước kia đam mê các tiếng do tai nhận thức, vân vân, các hương do mũi nhận thức, vân vân, do các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này trú với các ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandhiya, ông có nói gì về người này?
không có gì tôn giả Gotama. Rồi Đức Phật thuật lại kinh nghiệm bản thân Ngài. Kinh văn: Này Magandhiya, từ ta thọ trước khi còn là tại gia, ta sống hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức. Các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Magandhiya, ta có ba tòa lâu đài, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. Này Magandhiya, trong 4 tháng mùa mưa, ta hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu đài ấy. Rồi ta sau một thời gian, sau khi như chơn, biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục vọng. Sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, ta trú với các ái được đoạn trừ. Với nội tâm an tịnh, rồi ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không ước vọng được như họ. Ở đây ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandhiya, có hỷ lạc, rát tí, này ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy, ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không ham thích. Ngài lại đưa ra một thí dụ về người bám víu vào dục lạc, vốn nghèo nàn phiến diện trong sự nhận thức. Kinh văn: Ví như này Magandhiya, một gia chủ hay con một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiều, sống thọ hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, vân vân, các hương do mũi nhận thức, vân vân, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Vị ấy sau khi làm thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, khi sanh lên thiện thú, thiên giới đời này cộng trú với chư thiên ở cõi trời 33, vị ấy ở đây trong rừng nanh đá ná, được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người gia chủ hay con người gia chủ trong đang thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Này Magandhiya, ông nghĩ thế nào? Thiên tử ấy được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vị ấy có ước vọng được như người gia chủ ấy, hay con người gia chủ ấy, hay năm dục trưởng dưỡng thuộc loài người, hay trở lui về với các dục thuộc loài người? Không có vậy, thưa tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Vì thiên dục, thưa tôn giả Gotama, là kỳ diệu hơn, là vi diệu hơn nhân dục. Cũng vậy, này Magandhiya, ta thổi trước khi còn là tại gia, ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc pháp do này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, và tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Rồi ta sau một thời gian, sau khi chân biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, ta trú với các ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến,
đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không ước vọng được như họ. Ở đây ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng này Magandhiya, có hỷ lạc này, ly dục ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú hoan hỷ trong hỷ lạc ấy, ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không ham thích. Lại một thí dụ tiếp theo, một thí dụ khác tiếp theo. Ví như này Magandhiya, một người bị bệnh cùi, với thân đầy những lở lối, với thân hư thối nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng, cắt vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc, người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc tự do tự tại, có thể đi chỗ này nào người ấy muốn. Người ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân đầy những lở lối, với thân hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Này Magandhiya, ông nghĩ thế nào? Người ấy có ước vọng được như người cùi kia, hố than hừng hay sự thọ dụng dược liệu không? Không, thưa tôn giả Gotama. Vì sao vậy, thưa tôn giả Gotama? Khi có bệnh, thời cần thuốc trị bệnh. Khi không bệnh, thời không cần thuốc trị bệnh. Cũng vậy này Magandhiya, ta thọ trước khi còn là tại gia, ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Các xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Rồi ta sau một thời gian, sau khi như chơn biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, ta trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, rồi ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai, nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không ước vọng được như họ. Ở đây ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng này Magandhiya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú hoan hỷ trong hỷ lạc ấy, ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không ham thích. Rồi bậc thiện thệ dùng thí dụ của một người bị bệnh cùi. Ví như này Magandhiya, một người bị bệnh cùi, với thân đầy những lở lối, với thân hư thối nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc, người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc tự do tự tại, có thể đi đến chỗ nào người ấy muốn. Rồi có hai lực sĩ nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi kéo người ấy đến một hố than hừng. Này Magandhiya, ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rút thân vật qua vật lại phía này phía kia không? Thưa tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự xúc phạm với lửa là đau khổ, thưa tôn giả Gotama, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Này Magandhiya, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, hay là trước đây sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não? Thưa tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và xưa kia sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, thưa tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này với thân đầy những lở lối, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loài côn trùng đục khoét,
đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với ngọn lửa, lại có phản tưởng là được lạc thọ. Cũng vậy, này Magandhija, sự xúc chạm đối với dục trong thời quá khứ cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục trong thời hiện tại cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và này Magandhija, những chúng sanh này chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có phản tưởng là được lạc thọ. Ví như này Magandhija, một người bị bệnh cùi, thân đầy lở lối, thân bị hư thối, nứt chảy, bị các loài côn trùng đục khoét đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơi đốt thân mình trên hố than hừng. Này Magandhija, người bị bệnh cùi với thân đầy lở lối, thân bị hư thối, nứt chảy, bị các loài côn trùng đục khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các móng tay, càng hơi đốt thân mình trên hố than hừng. Chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm thối nát, và người ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết thương. Cũng vậy này Magandhija, các chúng sanh chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các dục. Này Magandhija, các chúng sanh chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo dục. Chừng nào thời dục ái các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. Sau cùng, Đức Phật đưa hình ảnh của một người thành công trong chốn lợi danh. Này Magandhija, ông nghĩ thế nào? Ông có thấy hay nghe một vị vua hay một vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được đoạn trừ, chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không? Thưa không, tôn giả Gotama, lành thai này Magandhija, này Magandhija, ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua hay một vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Nhưng này Magandhija, những vị sa môn hay bà la môn nào đã sống, đang sống hay sẽ sống với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất cả những vị này sau khi như chơn biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục ấy, với dục ái được đoạn tận, với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm được an tịnh. Dạ, chánh kinh vẫn còn tiếp. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh, sau đây con xin được kính, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư Tổ sư, đại lễ chư Tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong ngôn ngữ ngày hôm nay đó, ta thường nghe một từ vựng rất là phổ thông, mà ngày xưa chúng ta chỉ thỉnh thoảng
đọc ở trong sách vở thôi. Nhưng mà bây giờ thì cho nên rất là thịnh hành trên đầu môi của người Việt Nam. Đó là chữ thăng hoa. Đó là chữ thăng hoa thì chúng ta nghĩ rằng cái gì đó mà nó khiến cho cuộc sống đẹp hơn, vui hơn và có ý nghĩa hơn. Chỉ nhiên khi đề cập đến sự thăng hoa thì mỗi người đều có cái nhìn riêng, mặc dù chúng ta chia sẻ nhiều quan điểm chung của cuộc sống. Ví dụ như là con người sáng sớm uống một ly trà cảm thấy thăng hoa, có người sáng sớm đọc tin tức cảm thấy thăng hoa, và có người buổi sáng sớm được nghe những lời nói yêu thương cảm thấy thăng hoa cuộc sống. Chứ thật ra thì đời sống tu tập hay là những triết lý trong đời sống đều mang máng cái ý nghĩa liên quan đến cảm nhận về thế nào là sự thăng hoa của cuộc sống. Ở trong bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta được nghe về cái nhìn của một du sĩ ngoại đạo tên là Markandeya. Và cái nhìn này là một cái nhìn dựa trên cái quan điểm tôn giáo triết lý mà vị này chấp trì để phê phán Đức Phật. Và rất là thú vị là Đức Phật Ngài đã dùng nhiều thí dụ để cho vị này thấy rằng sự thăng hoa của đời sống không có nghĩa là phóng đại cái gì đang có. Thí dụ như ăn ngon là một hạnh phúc, ăn rất ngon, ăn bầu ngư vi cá hay là sơn hào hải vị, thì cái đó là sự thăng hoa cuộc sống. Thì Đức Phật Ngài không dạy như vậy, mà Ngài cho Markandeya một cái nhìn khác. Thế nào là sự thăng hoa thực sự của đời sống? Nhưng mà trước khi đi vào nội dung những gì mà Đức Phật dạy đó, thì chúng ta trở lại câu chuyện một chút. Ở đầu câu chuyện này, chúng ta được biết rằng Đức Phật thời đó Ngài ở, Ngài đang ngự ở cái xứ gọi là Kuru. Kuru ngày nay nằm ở trong cái danh phận của thủ đô Tân Delhi. Kuru, nơi mà Đức Thế Tôn giảng kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Đại Tứ Niệm Xứ và nhiều bài kinh liên quan đến Tứ Niệm Xứ. Và trong bài kinh này đề cập đến một vị Bà La Môn, đúng là chữ Pharadocha, không phải là tên riêng của vị Bà La Môn, là tên của dòng tộc Bà La Môn, ở trong số những dòng tộc rất là nổi tiếng thời Đức Phật còn đại thế. Chúng ta sẽ trước khi chúng ta đọc một kinh tạng có rất nhiều vị Bà La Môn, có một cái họ là Pharadocha, một dòng họ sản sinh ra nhiều nhân tài ưu tú kiệt sức về nhiều mặt, đặc biệt là về thánh điển Phệ Đà, mà rất là nhiều Bà La Môn thuộc dòng tộc Pharadocha được Đức Thế Tôn cảm hóa trở thành những người Phật tử. Markandeya, người bị đầu độc ở trong kinh thì cũng thường quen thuộc với tên này Markandeya, nhưng mà chúng ta thường nghe về Hoàng Phi Markandeya. Markandeya tức là một vị thứ phi của vua Udena, một người phụ nữ có nhan sắc kiều mỹ, nhưng mà
là rất là bất mãn Đức Phật. Khi mà Đức Phật nghĩ rằng Đức Phật ngài chê cái nhan sắc của mình. Ở đây chữ Magandhyaya là đoạn âm ở cái chữ cuối chữ giá chứ không phải là Magandhyaya, tức là chỉ cho một người đàn ông, cũng là nằm ở trong cái họ Magandhyaya. Magandhyaya tên của dòng tộc Bà La Môn. Cha mẹ của Hoàng Phi Magandhyaya cũng là những thánh đệ tử Phật đắc đạo chứng quả. Thưa quý vị, lúc bây giờ thì du sĩ Magandhyaya đến ngang cái nhà của một vị Bà La Môn thuộc dòng Pararajacha, và vị này thấy được một cái chỗ nào được chuẩn bị bằng thảm cỏ. Thưa quý vị, về điểm này thì chúng tôi cũng xin nói thêm rằng ở tại miền Nam á, nếu quý vị nào sống ở miền Nam á, thì ngày xưa chúng ta có một cái nốt. Cái nốt á, tức là một cái loại giống như sleeping bag bây giờ của chúng ta, mà họ dệt bằng cỏ lát hay là họ dệt bằng một cái loại cỏ nào đó, cỏ khô. Nhưng mà vị nào sang bên Ấn Độ đó, thì thứ vì bởi vì những nhà tu hành, và đặc biệt trong trường hợp với Đức Phật và Chư Tăng á, thì các ngài không có nằm ngồi chỗ cao sang, do đó các ngài không có sử dụng những cái sàn tọa mà như là da thú hay là nhung lụa, mà thay vào đó thì những người mà hiểu biết đó thì họ sử dụng những tấm thảm cỏ. Tấm thảm cỏ thì nó không có cao sang nhưng mà đủ êm, và đặc biệt tấm thảm cỏ mới đó là cái gì rất là thích hợp để cung đón những bậc tu hành. Và Đức Phật này cho phép. Thì ở đây nói là tao thảm cỏ, chúng ta không nên hiểu là cái thảm cỏ như là cỏ trồng ở bên ngoài, mà ở đây là một cái loại sàn tọa được đan bằng một loại cỏ giống như cỏ lát của chúng ta. Ở trong một căn nhà sàn và có một tấm thảm cỏ được bài biện ngay một cái chỗ cao trọng, thì mới thấy là biết rằng thảm cỏ được chuẩn bị cho một vị thượng khách. Và đã là thượng khách đó, mà dùng thảm cỏ đó, thì thượng khách đó phải là một nhà tu, phải là một vị sa môn, chứ không phải là một người bình thường. Người bình thường vào trong một ngôi nhà giàu thứ vị thì tấm thảm nó bằng da thú hay là bằng nhung lụa vân vân. Ở đây thì cái thảm bằng cỏ và đặt ở trong một cái vị thế rất là cao trọng. Thì du sĩ Magandhyaya hỏi là cái chỗ ngồi này đã soạn cho ai, chuẩn bị cho ai, và có phải là một vị sa môn không? Do cái sự bén nhạy bình thường thôi. Thì Bà La Môn Pararajacha trả lời rằng đúng như vậy. Và đây là cái chỗ được
Dạ, con thỉnh sư cảm bích trở lại bạch sư. Dạ, xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, quý vị ở trong Zoom có nghe chúng tôi nói không hả? Không biết là chúng tôi gián đoạn bao lâu rồi. Dạ. Không biết quý vị trong chúng tôi gián đoạn bao lâu quý vị có thể biết. Dạ. Dạ. Thì thưa quý vị, cái trường phái và một cái giáo thuyết mà du sĩ Faradocha, nó giống như cái quan niệm là nếu chúng ta muốn cuộc sống thăng hoa thì chúng ta phải hưởng thụ và cảm nhận trọn vẹn dục lạc. Và để cảm nhận hưởng thụ trọn vẹn dục lạc đó, là đời sống mỗi ngày phải mãi mới, đừng để quá khứ chi phối chúng ta. Đây là một cái giáo thuyết rất là thịnh hành. Và giáo thuyết này đặc biệt rất là hấp dẫn đối với nền văn hóa Tây Phương. Mà đặc biệt là chủ nghĩa hiện sinh ở tại Pháp. Và một cái nhánh ấn giáo rất là phổ biến ở tại Tây Phương khi mà chúng tôi mới sang Mỹ, mình thỉnh thoảng chúng tôi nhắc đó là Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna là một cái giáo phái mà chủ trương rằng chuyện quan trọng để thăng hoa đời sống là cảm nhận trọn vẹn hiện tại, thưởng thức một cách bén nhạy những dục lạc của sáu giác quan và từ đó làm thăng hoa cuộc sống. Sono Fakua là một một vị guru ấn giáo ngày xưa mà có một cái điền trang mênh mông ở Oregon mà nổi tiếng một thời đó, nhưng tác phẩm về sau này trở về Ấn Độ thì chứ vì vị này cũng hấp dẫn được rất nhiều người Mỹ theo và những người trên thế giới theo với cái chủ trương tương tự như vậy, nhưng mà dĩ nhiên là có cái hình thái hơi khác với Hare Krishna một chút. Nhưng phải nhận rằng đây là một cái giáo thuyết rất hấp dẫn, tại vì nó vừa có tác cách tinh thần mà nó cho phép người ta hưởng thụ dục lạc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc ở cái mức độ mà chúng ta đoạn tuyệt với quá khứ, không để quá khứ trì kéo chúng ta, và chúng ta không cần phải sống trong hoang tưởng ở tương lai, bởi vì tương lai nó chưa đến. Sống trong hiện tại, nhưng mà hiện tại được hưởng thụ một cách trọn vẹn, lao mình, ngâm mình ở trong dục lạc, nhưng mà phải có đủ cái sự tỉnh táo để cảm nhận cái ngon ngọt của những vị ngon, cái đẹp của cái gì mắt thấy, cái hay của gì tai nghe, cái thơm của mũi ngửi. Và những điều đó, nó tạo ra một thế giới sống không cần biết đến ngày mai và cũng chẳng bận tâm gì về quá khứ. Và Magandhiya là vì mà sống theo giáo thuyết này nên du sĩ Magandhiya luôn luôn cảm thấy rằng cuộc sống hiện tại rất là hưng phấn, rất là hạnh phúc. Khi mà đến nhà Bà La Môn Phá-ra-ra-chá là một nhà rất là cao sang đó, thì nhìn thấy cái thảm cỏ được biết rằng Đức Phật đến đó, thì Magandhiya thì thốt lời rằng hóa ra là cái chỗ này là cái chỗ nằm của dành cho Bà La Môn, do Sa Môn Cổ Đàm, Sa Môn Gautama mà gọi Đức Phật là Punahuno. Punahuno tức là người phá hoại sự sống. Tại vì Magandhiya theo cái giáo thuyết nghĩ rằng cuộc sống đó nó là một cái
quá trình của sự hưởng thụ, của sự thăng hoa. Và sự thăng hoa hưởng thụ đó là cảm nhận hưởng thụ trọn vẹn dục lạc. Và khi nghe Đức Phật Ngài nói rằng sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc có vấn đề đó, và có sự nguy hiểm, có sự nguy hại đó, thì vị này là chỉ trích Đức Phật khu nát khu nô, đó là người phá hoại sự sống. Thì điều này giống như ngày hôm nay người ta nói rằng, hỏi anh có biết ăn cái này không? Nói không, không biết. Dạ, anh không biết ăn cái này là cái gì, chết nửa cuộc đời rồi. Cái đó nó ngon như vậy, hấp dẫn như vậy mà mình không biết là ổn quá, giống như chết nửa cuộc đời. Nhưng mà trong cái nhìn của trong cái nhìn của Bậc Hành Trì Giá thì tu theo Đức Phật là chết cả cuộc đời. Thật ra nói rằng Sa Môn của chúng ta là người phá hoại sự sống. Thưa quý vị, đó là một lời bình phẩm đó, nó mang tính cách là thành kiến, định kiến, nhưng mà liên quan đến một cái chi tiết rất là thú vị, là lúc đó Đức Thế Tôn Ngài không có mặt ở đó, Ngài ở một nơi xa trong rừng, nhờ bằng cái thiên nhĩ, bằng cái thần lực của Ngài, Ngài nghe được cuộc đối thoại đó. Và như chúng ta đọc ở trong kinh, Đức Thế Tôn đã trở về nhà của Bà La Môn Phra-đô-chá vào buổi chiều. Và khi Bà La Môn Phra-đô-chá đến đảnh lễ Đức Phật, ở ngay cái nơi mà Đức Phật ngồi, đó là cái thảm cỏ mà Bà La Môn Phra-đô-chá trải ra, thì Đức Phật đã hỏi rằng, phải chăng có một câu chuyện giữa Bà La Môn Phra-đô-chá và Bà Gan Đi á? Thời xưa thưa quý vị, không có điện thoại, không có tin nhắn, là ra không có cái chuyện mà nơi này biết nơi khác như chúng ta bây giờ. Mà Đức Thế Tôn về, và cái chuyện đó, những cái lời nói của Magandhya thì chỉ có Bà La Môn Phra-đô-chá biết và nghe thôi, mà Bà La Môn không có kể lời Đức Phật, làm sao Đức Phật biết? Thì khi Đức Phật nói điều đó thì ở trong đoạn kinh này diễn tả là lông tóc dựng ngược, tức là khởi sanh sự kinh cảm, là không ngờ cái thân người của Đức Phật như vậy. Cái câu chuyện rất là thú vị. Nhưng mà rồi cũng không lâu sau đó, du sĩ Magandhya lại trở lại nhà của Bà La Môn Phra-đô-chá và gặp Đức Phật. Ở trong buổi gặp gỡ này thì đầu tiên là Đức Phật Ngài đã hỏi và có lẽ là Magandhya không biết là Đức Phật Ngài đã bằng thiên nhĩ, và có lẽ Magandhya nghĩ rằng Bà La Môn Phra-đô-chá đã học lại, đã kể lại với Đức Phật về cuộc đàm thoại của mình. Và Đức Phật Ngài đi thẳng vào trong đề tài liền, có phải là Magandhya đã từng nghe là Sa Môn Gotama nói về sự phòng hộ con mắt, cái sự cẩn trọng đối với các sắc đẹp, tiếng thay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và có phải chăng là sự phòng hộ đó, cái sự cẩn trọng đó, đó làm sao cho sắc đẹp tiếng thay mùi thơm vị ngon xúc lạc đó, nó không có chi phối tâm của mình, thì có phải những lời dạy đó đã khiến cho Magandhya đi đến kết luận rằng Sa Môn Gotama là người phá hoại sự sống không? Thì vị này trả lời liền lập tức, dạ đúng như vậy.
Đức Phật Ngài đi rất thẳng vào câu chuyện, vào vấn đề. Và Du Sĩ Makaniya cũng chấp nhận ngay lập tức. Không có chuyện gì mà phải chối cãi, hay không có chuyện gì mà phải đặt lại vấn đề. Nhưng mà chúng tôi cũng nói thêm một điểm là cái từ mà hồi nãy chúng tôi có đề cập đến quý vị là chữ Punahuno, là một người phá hoại sự sống đó. Thì cái từ đó nó hơi nặng lắm á. Ở trong tiếng Phạn là một cách nói rất là nặng nề. Đấy, một người rất là nặng nề. Khi Makaniya đồng ý như vậy, là đã nói như vậy, và cái lời nói nó dựa trên cái quan điểm như vậy thôi, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài cũng không có nói là Makaniya đúng hay là sai, hay là thế này kia, nhưng mà Ngài kể câu chuyện về đời sống của Ngài. Là không phải là Ngài không biết về sự hưởng thụ của dục lạc đâu. Ngài đã từng là một vị quân vương, từng sống cuộc sống cùng xa cực sĩ, một đời sống mà có đầy đủ dục lạc ở trong ba tòa lâu đài dành cho cả ba mùa. Như chúng ta biết rằng khi mà Ngài còn ở tại hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, thì vua Tịnh Phạn đã từng bao phủ đời sống của Ngài bằng một nếp sống nhung lụa. Một người bệnh và một người già, không ai có thể ở gần Ngài được. Tất cả đều phải rời hoàng cung trước khi có dấu hiệu của già nua bệnh hoạn. Một chiếc lá vàng rơi phải được nhặt ngay, không để rơi vào tầm mắt của thái tử. Thức ăn được chuẩn bị rất là đầy đủ, những món ngon vật lạ. Xiêm y của Ngài được chuẩn bị bằng những thứ tơ lụa tốt nhất thời đó, tức là sơ tơ lụa đến từ chữ Kashi, và tơ lụa đó vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Vị nào về Varanasi biết là tơ lụa Varanasi bây giờ vẫn còn nổi tiếng và vẫn đắt tiền, và tơ lụa đó đã có từ thời Đức Phật còn. Thì Đức Phật kể như vậy, thì Ngài cho Makaniya biết rằng không phải là Ngài không từng trải qua kinh nghiệm đó. Và Ngài cũng thấy được có rất nhiều người cuộc sống rất là tầm thường. Tầm thường về những gì họ có, tầm thường trong cái gì họ hưởng thụ, và tầm thường ngay cả trong cách đam mê của họ. Có đôi khi Đức Phật Ngài đề cập đến hình ảnh của một người đàn ông sống một căn nhà tồi tàn với một bà vợ giống như thị nữ, và với những món ăn rất là thô, nhưng mà vẫn đam mê, vẫn thích thú trong đời sống đó. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Ngài nhìn cuộc sống không phải từ cái góc nhìn của một người không biết cái tốt hơn. Ngài nhìn cuộc sống không phải từ cái nhìn ếch ngồi đáy giếng, cái nhìn phiến diện. Tại vì mình không biết thì mình nghĩ mình nhất không phải vậy. Mà nói về sự hưởng thụ dục lạc, Ngài là một người đã từng trống sống trên cái đỉnh cao của sự hưởng thụ. Và trên cái đỉnh cao hưởng thụ đó của một bậc quân vương, của một đời sống ở trong nhung lụa, Ngài biết quá nhiều, Ngài hiểu quá nhiều, và Ngài có thể thấy được cái cao, cái thấp, cái thô, cái tế, cái tầm thường, và những gì mà gọi là thượng phẩm của cuộc sống, thượng vị cuộc sống. Về điều này thì Đức Thế Tôn Ngài muốn mở mắt cho Makaniya hiểu rằng điều mà Ngài nói không phải là một sự chấp thủ, không phải cái nhìn một chiều. Nếu mà Makaniya nghĩ rằng Ngài dạy rằng nên cẩn trọng đối với
ngũ dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sụp lạc, là tại vì ngài không biết rõ cái hạnh phúc của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sụp lạc thì Magandhya đã lầm rồi. Bởi vì nói về sự hưởng thụ, Magandhya không có biết bao nhiêu bằng ngài đâu. Làm sao một du sĩ như Magandhya có thể ăn những thức ăn trên đường, có thể ngủ thậm chí bằng ở trên những cái tấm trải bằng da con này con kia, nhưng cũng hẳn là Magandhya đã có cuộc sống tế nhị, đã có cuộc sống cao sang như là ngài từ phương diện hưởng thụ. Và ngài muốn nói cho Magandhya biết rằng những gì mà ngài dạy không đơn thuần là một cái kinh nghiệm nghèo nàn của bản thân, mà là một cái thấy, cái biết ở một cái góc nhìn từ cao mà ngó xuống, nhìn thấy trọn vẹn, nhìn thấy rõ, rất rõ, chứ không phải là một chiều một lần phiến diện. Nhưng mà trong cái nhìn toàn diện đó thì ngài có nói rằng ngài có cảm được cái vị ngọt, nhưng ngài cũng cảm nhận được sự nguy hại, và ngài cảm nhận được sự xuất ly. Thật ra ngài không có ao ước cái thông thường. Thí dụ, bản thân của ngài từng là một vị quân vương, có được những bữa cơm được chuẩn bị bởi hàng trăm người, bởi những cái nguyên liệu sơn hào hải vị, hải vị bao nhiêu món ngon vật lạ. Thì bây giờ một ngày đi khất thực, một ít thực phẩm cúng dường vào trong bình bát của ngài, thậm chí những cái món ngon của gia đình Bà La Môn Phararacha chúng cũng dừng lại ngài, cũng không vì đó mà ngài mê luyến chuyện đó. Tại vì thật ra ngài đã từng có, ngài đã từng hưởng cái hơn, và cái việc mà ngài từ bỏ ngai vàng không phải là để đi tìm những món ngon đó. Ngài muốn cho Phararacha hiểu được là lời nói của ngài có trọng lượng, bởi vì ngài có sống, có từng trải, và ngài cuộc sống của ngài có cái chiều kích rộng, chứ không có đơn giản là ngài chỉ nói một chiều. Bây giờ thì thưa quý vị, ngài lại đề cập đến một cái thí dụ, một thí dụ khác. Thí dụ này mang tính thần học, mang tính tôn giáo hơn. Thì thời bấy giờ người ta đều nghĩ đến là con người chịu tu, con người chịu sống tốt, thì sau khi kiếp sống này kết thúc, thân quại mạng chung, tức sau khi chết thì sanh về thiên đàng, về thiên giới. Và ở thiên giới đó, hay là thiên đàng đó, thì có thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Nói tóm lại là cái lạc thú của trời hay là thiên lạc đó, thì nó cao siêu, nó vi diệu, nó tế nhị hơn là cái thiên lạc của con người. Và điều này đi thẳng vào trong tim óc của Magandhya. Bởi vì Magandhya cũng tin rằng nếu đúng thực tình văn hóa là một người biết tu, biết thờ phượng thượng đế đó, thì sẽ sanh về cõi trời để hưởng thiên lạc. Và Đức Phật ngài hỏi Magandhya có nghĩ được một người sanh lên thiên đường được, mà khi nhìn thấy những chúng sanh ở trần gian đang hưởng thụ, dục lạc ở cõi trần, thì có thấy thích thú không? Thì Magandhya trả lời là không. Cái trả lời là không đó, nó xác nhận một điều là những gì mà chúng ta đang có
cho dù chúng ta phóng đại đến độ nào, chúng ta làm đẹp ra sao, thì nó không thể thăng hoa cuộc sống được. Tại vì bản chất của nó đã là như vậy rồi. Chúng tôi nhớ rằng cách đây khoảng 20 năm rồi, chúng tôi có quen với một người Phật tử. Người Phật tử này quê ở Bến Tre, nhưng mà nói Bến Tre chúng ở Chợ Lách gần ghế Bình Bình Đông, đi chùa gặp chúng tôi. Và vị này kể một cái kinh nghiệm rất là thú vị, là hồi còn nhỏ đó, sống ở Việt Nam đó thì sống ở một vùng quê thì đi bắt cá, bắt ao bắt cá, một việc mà hồi nhỏ từ tội từ siêu mà chúng tôi cũng làm đó. Và nhớ là lúc đó rất là vui, một cái ao như vậy rồi đắp một con đường nhỏ, đường mương nhỏ, rồi tát nước ra rồi bắt cá ở dưới bùn sình, mà bắt được cá nó nhảy soi soi thấy vui lắm. Rồi bên này lại đi vượt biên qua bên Mỹ, cha mẹ mở một cái tiệm convenience store, rồi nuôi con học hành ra làm bác sĩ. Rồi sau khi làm bác sĩ xong rồi thì lại là bác sĩ mổ về tim, thành ra tương đối rất là khá giả. Rồi lần đó về Việt Nam, trở lại về miền quê, mình đã nghĩ rằng mình sẽ đi tìm lại cái kỷ niệm vui thú của thời ấu thơ. Và thật sự thì người ta cũng dẫn vị này ra ngoài ruộng coi người ta tác đìa. Nhưng vị này nói rằng sao hồi nhỏ mình học lặn ở dưới nước, nước đục, nước dơ, mình quậy ở trong bùn sình bắt cá sao thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ sao đứng thấy quậy bùn sình thấy không thấy là hạnh phúc nữa, thấy dơ. Thì thưa quý vị, cuộc sống nó thay đổi rồi. Cuộc sống thay đổi. Bây giờ nếu chúng ta thấy rằng cái chuyện mà tát mương bắt cá là hạnh phúc, cho dù chúng ta làm kiểu nào đi nữa thì nó vẫn là tát mương bắt cá thôi. Thì như vậy nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái hiện tại nó hạnh phúc đó, và hạnh phúc đó chúng ta phóng đại ở mức độ nào đó để mình thăng hoa, thì thật sự là chúng ta đơn giản là vì nó là một sự nghèo nàn của hiện tại mà chúng ta không thấy được. Có một người nào đó từ tuổi thơ ra đi, rồi học hành, rồi ra trường làm bác sĩ, có cuộc sống đầy đủ, có một cái cuộc sống cao hơn, nhận thức tốt hơn, thế nào là vệ sinh. Bây giờ trở về đứng thấy những người khác tát cá thì thật ra nó không có vui hấp dẫn như ngày xưa đâu. Và Đức Phật ngài muốn gợi ý cho Maganiya rằng nó là như vậy đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ thăng hoa cuộc sống mà chỉ với hiện tại. Tại vì đôi khi những cảnh giới khác tế nhị hơn, đẹp hơn mà chúng ta không biết mà thôi. Chúng ta nhìn cuộc đời có dấu chấm như ít người đã dính nghĩ là đó là tất cả. Đó là tất cả. Nhưng thật sự phải vậy. Bây giờ chúng ta lại có một cái ví dụ khác. Cái ví dụ này có lẽ là nó còn thấm thía hơn. Thưa quý vị, Đức Phật kể ví dụ về người bệnh cùi. Ngày hôm nay thì ít có người bệnh cùi, ngoại trừ là thỉnh thoảng chúng ta nghe câu chuyện của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Chúng tôi đi hành hương bên Ấn Độ, mỗi lần về Varanasi chúng tôi gặp rất nhiều những người bị bệnh cùi gần ở sông Hằng. Thưa quý vị, người bệnh cùi á, nó giống như là bệnh ngoài da của chúng ta vậy.
Những vị nào mà bị đổi mề đay á, chúng tôi nhớ hồi miền quê đôi khi đổi mề đay đó, không có thuốc để bổ. Nếu mình bay thì gia đình có phenacan mình uống, không có thì người ta hơi lửa. Chúng tôi không biết có vị nào trị bằng cách đó không, nhưng mà hồi nhỏ đó chúng tôi nhớ rằng thỉnh thoảng bị nổi mề đay do con này con kia cắn. Lúc bây giờ người ta chỉ mình ra hơi lửa thì mình cũng biết là như thế nào, nhưng mà hơi lửa nó đỡ hơn. Có lẽ thì cái da mình nó khi gặp nhiệt độ cao nó phản ứng nó đỡ đỡ ngứa, đỡ nổi mề đay. Nhưng mà đặc biệt là với những người mà bị bệnh cùi á, thì nó bị nứt da, bị chảy nước do cái phong cùi, và nó trở nên rất là khó chịu. Và những người cùi đó họ có một cách để cho họ cảm giác dễ chịu là họ hơi lửa. Ngay cả lúc trời nóng nhất họ hơi lửa, họ cảm thấy nó thoải mái. Giống trường hợp mà chúng ta bị ngứa, mà chúng ta gãi đã ngứa, cái ngứa của khi mình gãi nó cũng là một thứ hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc của cái gãi nó không bằng cái, nó không bằng một cái mà chúng ta gọi là đã ngứa. Đã ngứa hay là một cái cảm giác thống khoái của một người bị cùi mà hơi lửa. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng người cùi đó thỉnh thoảng họ đốt lửa lên, họ hơ người, họ cảm thấy có cái cảm giác dễ chịu, thích thú khi hơ lửa. Nhưng mà rồi người đó lại được một y sĩ trị cho hết bệnh cùi. Thì người đó có mơ ước, là có được lại cái cảm giác đã ngứa, một cảm giác thống khoái khi bị bệnh cùi hơi lửa không? Thì mà Đại Giác trả lời là không. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, con người chúng ta có những cái hạnh phúc rất là tầm thường. Chúng tôi đang sống ở Mỹ và có chứng kiến được cảnh này. Là hiện nay đó, có một số lớn người Việt Nam rất là ủng hộ Tổng thống Trump, và có một số khác thì lại rất là dị ứng với Tổng thống Trump. Và khi mà người ta nhận được tin tức là bữa nay Tổng thống Trump được thắng vụ này, ngày mai thua vụ kia đó, thì cái cảm xúc vui buồn của họ nó đi theo cái đó. Và không phải họ vui buồn đơn giản là vì họ yêu nước hay là họ thích nguồn chính trị, mà ở trong nó còn có báo hơn thua nữa. Ví dụ như một cái nhân vật nào đó mà họ không thích, rồi bữa nay Tổng thống Trump lại sa thải người đó, họ thích lắm, họ bố tay, họ hoan nghênh, họ lên đài, họ kêu người đó, họ biệt thị người đó. Thì những cái cảm giác mà bên này hơn bên kia thắng bên nọ đó, thì thực sự người ta thích lắm. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì thật ra đó là những niềm vui rất là bệnh hoạn. Tại vì sao vậy? Tại vì sao những người mình gọi là kẻ thù, những người mình ghét, không phải chỉ có ông Trump hay là ông Biden, không phải chỉ có đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, không phải chỉ ông A và B, mà những người mình ghét ngay cả người thân của mình. Ví dụ như trong gia đình, cha mẹ ủng hộ người này, con cái ủng hộ người kia. Mà khi mà mình nhìn những người thân của mình là kẻ thù, mình nhìn họ cảm giác là họ thua, họ thất bại, và mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình sung sướng. Thật ra đôi khi cái niềm vui nó không có thăng hoa đâu, nó có thăng hoa chút nào hết. Và 10 năm nữa khi mình chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy nó vô nghĩa lắm. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta nói như vậy người ta không đồng ý đâu, tại người ta đang hăng máu. Người ta mỗi ngày họ luôn luôn họ đi tìm những tin tức
Bởi vì có rất nhiều cái tin tức ở trên YouTube là nói hô hào là đã thắng, đã thế này, đã thế kia, không, làm cho người ta hả hê. Và ta xem sự hả hê rất là niềm hạnh phúc. Nhưng mà thật ra cái hả hê trong sự thắng bại đó, mình nói nghe nó kỳ nhưng mà nó chỉ là một thứ thống khoái của một người bệnh cùi hơ mình ở trên lửa thôi. Nó có giá trị, nó có giá trị. Dĩ nhiên lúc mình bị cùi á, mà mình hơ mình trên lửa, mình cảm thấy hạnh phúc đó. Mình luôn luôn nghĩ rằng à, mình đang hạnh phúc rồi mình hơ người này thua người kia. Thưa quý vị, những cái hạnh phúc đó không phải là sự thăng hoa của đời sống, mà cái hạnh phúc đó là một cái hệ lụy của đời sống. Đó là một cái thứ hệ lụy. Nhưng mà ngay lúc đó chúng ta không nhìn thấy chuyện đó. Chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy chuyện đó. Chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ về thiên lạc ở tại thiên giới thiên đàng, tức là hạnh phúc ở cõi trời so với cõi người, Ngài cho mang cái đi giá thấy một cái chiều kịch khác của cuộc sống. Nhưng mà khi mà Ngài dùng cái hạnh phúc của một người cùi hơi trên lửa đó, Ngài cho chúng ta thấy một cái chiều kích khác nữa. Có đôi khi mà chúng ta hụt lặng trong đó, mình không thấy được. Không thấy được cái gì là niềm vui nỗi khổ thật sự. Tất cả chỉ là ảo giác. Tất cả chỉ là một cái sự bù qua sức lại. Ví dụ như khi nào đó mình ở gần những người họ hay hơn thua qua lời nói. Mình nói một câu nói trên đầu người ta, nói hơn thua, cảm thấy sung sướng. Nhưng mà nếu cái chuyện đi qua rồi, mình còn nghĩ là chẳng có gì hay và chẳng có gì hạnh phúc gì đó hết. Mình nói hơn người khác một câu có thể thỏa mãn cái bản ngã của mình. Nhưng mà rồi sao? Tưởng vậy thôi. Chỉ nuôi thù chút quán. Nhưng mà lúc đó thì cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm thấy hạnh phúc bởi vì chúng ta không có cái hạnh phúc nào tốt hơn. Đức Phật Ngài cũng dùng một thí dụ khác. Thí dụ cuối cùng. Một thí dụ rất là thực tế. Nếu trong đời này gọi là danh lợi ở mức độ tột cùng, thì chúng ta nói là phải nói là vị vua hay là những vị thừa tướng, những vị thượng thư, hay những vị nguyên soái. Mình lấy vị vua đi, là vị thành công ở đỉnh cao của danh và của lợi. Mình mới nghe mình cảm thấy hạnh phúc. Giống như chúng ta ngày nay, chúng ta Tesla, người lập ra cái công ty Tesla, hay là đến tên ông Jeff, người lập ra cái Amazon, hay là Bill Gates, hay là Steven Jobs lập ra Apple, Bill Gates lập ra Microsoft. Họ có danh và họ giàu có. Giàu có thì nó nhất một nhiều thế giới. Có đôi khi chúng ta rất là tưởng tượng, khó tưởng tượng là một người mà có một tài sản là 100 mấy tỷ Mỹ Kim, giàu lắm. Mà khi nghe nói người giàu như vậy thì chúng ta rất là mau chóng nghĩ rằng người rất có phước. Nếu không gọi là may mắn, người đó họ có rất nhiều. Và chúng ta sẽ tạm nghĩ rằng người đó rất là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật Ngài đưa ra một câu hỏi rằng những người đó có sống với khác ái? Những người đó có thể sống với tâm an tịnh hay không? Sống với khác ái tức là khi mà mình giàu có, cảm thấy đầy đủ thì đạt tới sự thỏa mãn, và thỏa mãn rồi mình không khao khát nữa.
Thì Ma Kinh Niên Giác trả lời rằng, cho dù giàu có uy quyền như một vị vua thì nữa, thì cũng giữ tâm an tịnh được, và cũng không có cái chuyện mà thỏa mãn hoàn toàn được. Chuyện đó hiển nhiên được. Cũng như có lần Đức Phật hỏi rồi, nếu mà so sánh ngài với vua Bát Thi Nạc á, thì vua Bát Thi Nạc có thể giữ tâm an tịnh trong 7 ngày không? Thì cũng không. 5 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày không. Ngay cả một trọn một ngày thôi mà giữ tâm an tịnh cũng không được. Nhưng mà Đức Phật, ngài hỏi lại về chứ, có nghĩ rằng chính bản thân của ngài có thể giữ tâm an tịnh ở trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày không? Bây giờ có thể. Thì đôi khi chúng ta nói về thành công, chúng ta nói về hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lấy cái thước gì để mà đo? Chúng ta đo bằng thước gì? Chúng ta nhớ rằng Lớp Trang là vị vua của xứ Phu Tăng, khi mà còn là một vị thái tử của xứ này và được cha mẹ gửi đi học ở bên Anh Quốc, và có dịp để so sánh giữa hai cái thế giới, một thế giới phồn hoa, rất là giàu có về tiền bạc, rất là tiến bộ về kỹ thuật của xã hội Tây Phương, và một cái quốc gia tương đối là chậm về kỹ thuật, nhưng mà sống rất gần với thiên nhiên và con người, sống rất là nhẹ nhàng giữa Phu Tăng. Thì vị này có đưa ra một cái đề nghị là thay vì mình đánh giá các quốc gia bằng những con số như là tổng sản lượng quốc gia hay lợi tức bình quân mỗi đầu người, thì mình nên đánh giá bằng cái chỉ số của hạnh phúc, the index of happiness. Dĩ nhiên là nó không đơn giản đấy, người ta có thể đưa ra cái thước đo về cái chỉ số của hạnh phúc, nhưng mà người ta có thể dễ dàng đồng thuận rằng, ngay cả như ở nước Mỹ, những người sống ở những thành phố như San Francisco hay là New York lợi tức rất là cao, nhưng đời sống rất là căng thẳng, và có những nơi sống như ở Idaho, Nebraska, Iowa chẳng hạn, lợi tức không có nhiều bằng New York hay là Chicago hay là San Francisco, nhưng mà đời sống của họ mới một không gian rộng hơn, sống gần với thiên nhiên hơn, ít có bon chen hơn, ít căng thẳng hơn, thì cũng chưa chắc là ai hạnh phúc hơn ai. Mình nói trong nước Mỹ thôi, vậy đừng nói nước khác. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta làm những cái so sánh như vậy đó, thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến một cái yếu tố khác, đó là cái trạng thái của nội tâm. Ở trong kinh Đức Phật này có đề cập đến một điều, đó là hãy tâm mà dao động thì không có khinh an. Tức là cái tâm mà bị chi phối nhiều, bị căng thẳng nhiều, thì nó không có cái khinh an, là không cảm thấy nhẹ nhàng. Thật ra sự nhẹ nhàng, thanh thản, nó là một dấu hiệu của hạnh phúc. Nhưng mà chưa chắc một người mà làm việc mà có lợi tức cao, lợi tức hàng năm, hàng tháng cao, ăn ngon ở những nhà hàng đắt tiền, mặc những quần áo hàng hiệu, đi những chiếc xe thật là sang trọng, mà người đó có cái tâm khinh an. Dĩ nhiên là điều này nhiều người không đồng ý đó. Nhiều người không đồng ý, nghĩ rằng mình có những thứ đó là mình cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thoải mái. Nhưng mà thật ra thì ai đã sống trong đó mới thấy, có nhiều người ở đây thưa quý vị, lái những chiếc xe rất là đặc biệt, ở những căn nhà rất là sang trọng,
Nhưng mà đời sống tinh thần luôn luôn rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Vì vậy, Đức Phật hỏi rằng một cái vị vua hay vị đại thần mà được năm dục trưởng dưỡng có sung mãn đó, thì vị đó có đoạn tận được khát ái không? Và với nội tâm an tịnh không? Sự khát ái tức là luôn luôn khao khát, luôn luôn muốn có thêm. Và cái khao khát này làm cho chúng ta căng thẳng, tức là tạo thêm stress, vì đang gọi là stress, tức là stress, tạo sự căng thẳng. Cái này nó tạo nên nhiệt đảo. Một con người mà lúc nào cũng khao khát thì làm sao hạnh phúc được? Thì thưa quý vị, với những cái thí dụ này của Đức Phật đã dẫn Maganiya vào một cái góc nhìn mới. Từ góc nhìn này nhìn lại vấn đề. Và góc nhìn ra sao thì chúng ta sẽ học trong bài học tới. Nhưng mà bài kinh hôm nay cũng dài. Nhưng mà chúng thưa quý vị rằng bốn cái thí dụ mà Đức Phật nêu lên trong bài kinh này rất là lợi lạc cho chúng ta, để chúng ta suy niệm. Con người chúng ta có thể là mình không đắc đạo chứng quả liền, mình không trở thành một bậc thánh, nhưng mà từ những cái nhìn mà Đức Phật ngài gợi ý chúng ta đó, thì giúp cho chúng ta biết đặt lại vấn đề, biết nhìn thấy được cái nhìn phiến diện của bản thân của mình đưa tầm nhìn rộng hơn. Và từ chỗ đó đó, mình sẽ đặt một câu hỏi rằng cái gì là cái thăng hoa thực sự của đời sống. Dĩ nhiên là mới nghe giống như một thứ triết lý, nhưng mà không phải. Thăng hoa đời sống nó không phải là một thứ triết lý, mà nó là một cái quan niệm thực tế, và quan niệm đó nó chỉ dẫn chúng ta đi. Vì vậy những thí dụ mà Đức Phật đề cập trong bài kinh này là những thí dụ về bản thân của ngài sống trong cung vàng địa ngọc, thí dụ về một người cùi, thí dụ về thiên giới, ví dụ về một vị vua. Những điều đó, những thí dụ đó đều rất cần để chúng ta suy nghĩ và từ đó tìm thấy được những lợi lạc. Maganiya ra sao khi mà nghe Đức Phật ngài đề cập đến những thí dụ này? Đó là những gì mà chúng ta sẽ bàn trong cái phần còn lại của bài kinh. Và phần này sẽ được, phần đó sẽ được bàn ở trong bài học tới. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc pháp thoại hôm nay về phần nửa bài kinh Maganiya ở đây. Bà Thiên Thọ Tự Siêu không biết là Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Siêu còn ở trước máy, xin kính thưa Thượng Tọa khoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc sẵn các câu thổ luận. Rất là hoan hỷ hôm nay có Thượng Tọa Tuệ Quyền, có Đại Đức Phật Tính vào room. Không biết là một lần nữa sẽ hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Có lẽ là Thượng Tọa Tuệ Siêu không nghe được. Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa nói cho vài lời. Dạ, dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha, Ya Nam mô Tham Ma, Ya Nam mô Sang Tha. Vậy giờ tôi được chúng được nghe rõ không? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức từ tri, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ sư phụ Thích Siêu thượng tọa chánh đẳng, từ tâm minh hạnh đại đức Phật Tính, đại đức từ tri, sư Nguyên Thông cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu chúng ta nghe qua cái kinh văn thì chúng ta mới thấy, có thể nói rằng là chính Đức Phật ngài xác định những gì mà thuộc về dục lạc ở dục giới, nếu nó thuộc về cõi người thì chính được Đức Phật ngài, chính là khi còn ngài còn là Bồ Tát, nó trải đầy và dư thừa. Ngày hôm nay chúng ta có tiện nghi để có máy ấm, máy sưởi và mấy cái e nó cho nó lạnh khi mà trời nóng vân vân. Thì thời xưa người ta không có những công cụ đó, người ta xây những cái ngôi nhà nó đặc biệt
để nó gây mát, gây ấm, để ấm vân vân, thì đó chính là để thể tức là tính ấp. Ngủ nghỉ, ăn uống ngủ nghỉ thì nói chung là những gì về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì Bồ Tát nghe được trải đầy trước khi thành Phật thì một cách đầy đủ, một cách vẹn toàn. Cho nên Magadhyaya có nói bất cứ một cái hình thái nào về cuộc sống, về cuộc đời thì điều đó nó cũng không là cái gì tác động đến Ngài cả. Và như chúng ta biết là một trong những cái điều đặc biệt đó, là đối với trở thành một vị chánh đẳng chánh giác đó, là tất cả có thể nói các cái dục đều đã được kinh qua. Thọ hỷ thọ lạc. Và trong cái kinh qua đó, biết nhàm chán, biết sợ hãi, biết xả ly, biết buông bỏ. Thì cái tính chất của một người trí tuệ, tính chất của một vị Bồ Tát kiếp chót, để đi trở thành vị chánh đẳng chánh giác, thì Ngài xem, Ngài nghe, Ngài thấy những điều đó rất là, nó rất là kinh hãi, rất là khủng khiếp, và xem rất là thường. Cho nên dầu cho là lúc mà trước khi thành đạo, ma vương mà tới mà để mà tạo nên cái cảnh mà để cuốn hút, để mà lôi kéo Bồ Tát, có những leo cối, chúng ta gọi là lôi kéo mà cái tâm của vị Bồ Tát, hay là khi Ngài đã trở thành Phật rồi thì muốn lôi kéo trời Ngài để Ngài bị vướng một cái ma giới của họ, thì cái điều đó nó không thể được. Bởi vì một cái điều nó quá dư thừa, một điều nó quá sợ hãi, một quá nhàm chán đứng trên cái nhìn của Đức Phật. Và dĩ nhiên đã gọi là ma mà, thì những người con của ma vương đó, họ cũng có cái thần lực chứ lắm, có thể làm xoay chuyển, nhưng điều họ không thể xoay chuyển được cái tâm của Bồ Tát kiếp chót đó. Thì chúng ta thấy dẫu cho bất cứ trải dài cái cuộc sống này nó như thế nào, thì trên cái nhìn của những người trí tuệ thì xem rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Cũng như vậy, không riêng gì nói về Magadhyaya, và nhiều cái giai thoại khi hỏi về Phật, về mọi điều kiện, về mọi hoàn cảnh, thì đều được Ngài hiểu biết qua hết. Bởi vì những cảm giác của khổ, cảm giác của lạc, cảm giác của phi khổ phi lạc vân vân, đều được Đức Phật, đều được Đức Phật này đã kinh qua hết. Chúng ta thấy về cái khổ hạnh cũng vậy, Ngài cũng khổ hạnh mà không ai bằng từ xưa tới nay. Cho nên ai nói thiết về khổ hạnh mới đưa đến sự chấm dứt đoạn khổ diệt khổ, Đức Phật này không chấp nhận. Ta đã kinh qua rồi, các ngươi còn hàng thấp chứ, ta đã đạt đến cái sự cái khổ hạnh mà có cao tột của khổ hạnh. Chỉ coi như là ăn một ngày một hạt gạo, hay là chỉ ăn xuống, ăn gió uống sương, nói việc cho dễ hiểu đó. Mà ta chưa, mà ta đã làm như thế rồi, bây giờ ta bỏ, ta không quan tâm đó, bởi vì ta thấy nó không đưa đến, nó chỉ làm mệnh sát, làm hủy hoại cái sắc thân, chứ không có đạt đến cái pháp cao thượng. Thì có thể nói rằng nếu chúng ta có một cái sự tu tập, nếu chúng ta có một sự chuyên tu một chút xíu, thì những gì thuộc về hướng tâm đến dục lạc đều phải được đoạn trừ. Thì lúc còn trước khi Bồ Tát ta đã đoạn, đã bỏ, đã xả ly nó từ lâu rồi, chính cái điều này khẳng định, chứ không phải là cái chuyện ngày hôm nay. Giờ thì nó chính là một cái tánh hành để Ngài cũng cảnh báo cho tất cả mọi người, và đặc biệt là Magadhyaya có bắt bẻ, có đặt những cái cật vấn Ngài như thế này như thế kia, thì cũng không bay qua những gì mà cuộc đời Ngài đã kinh qua, đã thực chứng qua. Thì kính bạch thượng tọa, đây là vài lời con nói để cần thời gian cho Ngài có thời gian để soạn các câu thảo luận. Và tiếp theo con kính quý thỉnh thượng tọa quay trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
sa thú kính thưa một chủ đoạn thưa quyền. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được xin, thì Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 1. Đại Đức Tính nè, thường thường là ở trong bài kinh này chúng ta có cảm tưởng như mình không chọn cái tốt hơn là bởi vì mình không biết rằng có cái tốt hơn. Nhưng mà tại sao có những trường hợp chúng ta biết rằng có những cái tốt hơn mà chọn cái tốt hơn? Mà thậm chí có nhiều khi mình đang ở thì mình lại bỏ thì trở về lại với cái tập thường nhất. Xin kính thỉnh để được đến chia sẻ một vài suy nghĩ về điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, qua câu hỏi, dạ cảm ơn quý vị đã cho biết được nhiều điều rõ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa đưa lên, hỏi rằng tại sao khi chúng ta biết được có những hạnh phúc tốt hơn nhưng vẫn bám víu vào cái tầm thường. Thì kính thưa quý vị, ở đây đó thì chúng ta thấy rằng do cái tập khí nhiều đời của chúng sanh đã quân tập nhiều đời rồi, thành ra chúng ta gặp cái gì chúng ta cũng dính mắt. Mà hãy mà khi mà dính mắt rồi đó thì chúng ta sẽ không phân biệt, chúng ta sẽ không phân biệt được những cái hạnh phúc nó tốt hơn. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh nói rằng, nói về Maganiya có cơ hội gặp được Đức Phật, nhưng mà cũng như là có theo được với Đức Phật. Hoặc là đối với trong chúng ta hôm nay đó, thì coi như là mình biết được cái giáo pháp này là chân thiện mỹ, hoặc là cái giáo pháp này sẽ đưa đến cho chúng ta có những cái hạnh phúc rất là vượt xa với cái hạnh phúc thế gian. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là sẽ trong cái giáo pháp này sẽ đưa chúng ta đến những cái hạnh phúc rất là cao thượng. Nhưng mà có nhiều khi đó, chúng ta không có hành theo được, chúng ta không có thực hành theo được những cái pháp để mà đưa chúng ta đến cái hạnh phúc tốt hơn. Là vì sao vậy? Vì con người của chúng ta đó, bị những cái phiền não, những cái tập khí nó huân tập nhiều đời nhiều kiếp quá rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng một ngày chúng ta ngủ 6 tiếng hoặc là 7 tiếng là nó cũng là đủ rồi. Và khi đó chúng ta để cái thời gian chúng ta tu tập thì nó sẽ được tốt hơn. Nhưng mà lúc đó chúng ta làm không nổi. Lúc đó chúng ta làm không nổi. Hoặc là chúng ta thấy rằng bây giờ cái đường lối tu tập về thiền định đi, chúng ta biết rằng là chắc chắn là được an lạc hơn, nhưng mà chúng ta chỉ thích cái ăn hoặc là cái ngủ, chúng ta chỉ tầm cầu những cái đó nó nhỏ nhoi thôi. Thí dụ như đối với cái sự mà nghỉ ngơi, hoặc là có những người người ta thích về giải trí vân vân, thì cái đó nó cũng có vị ngọt, nó cũng có cái hạnh phúc ở trong đó. Nhưng mà nếu mà so ra đó, đối với cái hạnh phúc của thiền định đó, thì chúng ta không có bằng. Nhưng mà chúng ta không có theo đuổi được những cái hạnh phúc nó xa hơn, hoặc là những cái hạnh phúc nó cao thượng hơn, hoặc là những cái hạnh phúc mà nó tốt hơn, là do chúng ta bị cái phiền não nó lôi kéo lại. Những cái phiền não tham, hoặc là những cái phiền não sân, hoặc là những cái phiền não hôn trầm, thị miên vân vân,
nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ lôi kéo chúng ta hơn. Bởi vậy đó, chúng ta cần phải có tạo những cái công đức, chúng ta phải tạo những cái công đức. Cái người mà có được nhiều cái công đức đó, có được nhiều cái phước báo đó, thì quý vị thấy rằng mình dễ từ bỏ được những cái thói quen. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà mình không, tài sản mình ít thì mình rất là khó để mà mình bố thí. Mình phải chần chừ, mình phải suy đi tính lại. Nhưng mà đối với những người người ta có cái tài sản nó nhiều, quý vị thấy rằng những người đó, đó người ta dễ dàng tạo được những cái công đức phước báo. Người ta chỉ cần hướng tâm đến là người ta lập tâm để mà người ta tạo cái công đức phước báo mà. Còn đối với quý vị thấy rằng có những người là do cái bị huân tập những cái phiền não, ví dụ như là bón xén vân vân nó nhiều, thì lúc đó người ta sẽ so đo hoặc là người ta cứ tính đi tính lại. Chính vì cái chỗ đó, đó mà nó mất đi cơ hội để mà mình tạo phước. Thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này đó để cho chúng ta thấy rằng là mình biết, mình biết có những cái hạnh phúc mà nó cao hơn, nhưng mà do cái phiền não nó làm cho cái tâm của chúng ta không có nhiệt huyết để mà thực hiện những cái điều hạnh phúc cao thượng đó. Mà cái phiền não đó nó sẽ làm cho chúng ta gắn liền với những cái hạnh phúc tầm thường, hoặc là mình bám víu vào những cái trò chơi mà nó bình thường. Quý vị thấy rằng cũng giống như là những cái đứa bé, những cái đứa bé nó còn nhỏ thì nó thích chơi những cái trò chơi mà bằng những cái hình giấy, hoặc là những cái cục đất sét, hoặc là những cái hàng quán mà cái tuổi thơ mà chúng ta đã từng chơi qua đó. Đó thì mình cũng giống như là những cái đứa nhỏ đó, mình cũng giống như là đứa nhỏ đó, mình không có biết được, mình không có biết được những cái cảm giác hoặc là những cái hạnh phúc nó cao hơn, mà mình chỉ biết được những cái hạnh phúc là giống như là những cái đứa nhỏ, những cái đứa bé mà đang chơi những cái đồ chơi mà thở xưa chúng ta đã từng trải qua đó. Thì cái điều này là do đâu? Do cái tâm của mình không có, mình không có biết được cái trạng thái, cái trạng thái của những cái trò chơi mà nó cao hơn, hoặc là khi mà cái tâm của chúng ta đó, tại sao mà chúng ta không biết được những cái điều đó, là tại vì chúng ta bị huân tập những cái phiền não nhiều quá rồi, những cái thói quen nó nhiều quá rồi, thành ra chúng ta cứ bám víu vào những cái hạnh phúc tầm thường, hoặc những cái trò chơi mà nó tầm thường, chứ chúng ta không có tìm đến những cái hạnh phúc cao thượng hơn. Vậy thì ở trong cái câu này đó, thì theo ý chúng con đó, là chúng con muốn nói rằng là do mình không hiểu biết được, mình không hiểu biết được những cái hạnh phúc cao thượng. Mà tại sao mình không hiểu biết được những cái hạnh phúc cao thượng đó? Tại vì mình do mình bị những cái phiền não nó lôi kéo mình, nên mình không có hướng tâm được đến những cái hạnh phúc cao thượng hơn. Đây là những cái ý của chúng con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 1 này. Bây giờ thì con xin tỉnh trường vọng trở lại. Sa thú kính chừng để được Phật tính. Siêu Nguyên Thông, với Siêu Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được, xin Siêu Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Siêu Nguyên Thông là một người mà trải qua cái tuổi trên 80 tuổi rồi, và sống ở ngoài đời, ở trong đạo đều trải qua. Thì nếu có người nói rằng cái hiện tại tuy nó tầm thường nhưng mà nó ở trong tầm tay của mình, bây giờ mình xả ly hiện tại đi, chưa chắc cái gì bảo đảm là khi mình xả ly cái này thì mình có cái khác tốt hơn, có gì bảo đảm tốt hơn, thì Siêu Nguyên Thông có nghĩ rằng điều đó nó tạo nên một sự nghi hoặc,
trong cuộc sống của chúng ta không, và chúng ta có rơi vào trong trường hợp gọi là thả mồi bắt bóng không? Xin kính thỉnh sư Minh Thông Hoan Hỷ cho một vài cảm nhận về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Alo, alo. Ủa sao mà, sao con không thấy con cầm mai mà thấy cái mai của con nó xanh lên. Kính thưa sư phụ, con xin góp ý cho câu thảo luận số 2. Hỏi rằng nếu hiện tại tầm thường, nhưng cái gì để bảo đảm là xả ly cái đó sẽ có cái tốt hơn, như là trường hợp thả mồi bắt bóng. Thưa sư phụ, thì câu này thì sự thật ra thì cũng hơi là khó hiểu. Thì con chỉ biết là cái mà mình xả ly đó là mình xả ly cái tâm tham và tâm sân và tâm si mê của chúng ta. Thì cái đó là cái điều mà là con học và con hiểu, có thể là làm đến đâu hay cái đó là con biết cái đối tượng là mỗi khi mà mình cảm thấy trong tâm mình có cái bất đồng ý về một cái lời nói nào, bất đồng ý về có âm thanh nào, thì mình biết là mình đang sân. Thì mình biết đang sân là một cái ác bất thiện pháp. Thì con nghĩ đến như vậy thì con từ từ cái tâm sân nó không còn nữa, là bởi vì mình còn có mấy ác bất thiện pháp trong tâm của mình thì mình thân quải mạng chung thì mình sẽ đi vào được. Còn cái xả ly cái tầm thường thì con không hiểu được cái tầm thường này là cái gì. Thí dụ bây giờ nhà cửa con, giờ con xả ly con bỏ thì cũng không phi lý. Mà sự thật là con cũng không có bám níu, không có là bây giờ nếu mà bỏ nhà ở đâu đi đâu. Cho nên là thì ở nhà thì ở như vậy, chứ sự thật không bám vào nó, tức là không có hãnh diện gì nó, mà không có khoe khoang gì nó, thì cái điều đó thì con có thể làm được. Chứ còn nếu cái hiện tại tầm thường xả đi cái hiện tại, thì con đang sống và xả đi hiện tại rồi con tự chết sao, thì cũng khó. Cho nên là con chỉ biết là cái mà làm cho con đã đau khổ và hạnh phúc là cái tham sân si. Cho nên khi mà chúng ta khởi lên cái tâm, mà cái tâm đó thì nó là từ cái tâm tham, cái tâm đó là từ cái tâm sân, thì đó là địa ngục. Thì con hiểu cái điều đó. Và khi mà trong tâm có tâm sân hay tâm tham thì mình biết là mình xả ly, thì cái điều đó là con có thể làm được. Thì như vậy thì ở đây thì con chỉ thấy rằng, nếu mà nói thì xả ly thì con chỉ thấy cái xả ly tâm tham về tâm sân. Nhưng cái hiện tại là làm sao con xả ly cái hiện tại à? Mà con đang sống trong hiện tại thì này là cái mà những trí giả và những người triết gia hay cũng như thánh nhân hồi giảng dạy là hãy sống trong cái giây phút hiện tại, là cái present moment. Thì khi mình sống trong cái present moment, cũng như các bà Achancha của bà gì đó, bà nói là nếu mà khi mà chúng ta sống trong giây phút hiện tại thì chúng ta sẽ không có cái tâm tham, tâm sân, tâm si gì cả hết á. Và khi mà chúng ta có thể biết mình đang sống trong giây phút hiện tại thì cái đó là cái an lạc. Chỉ có sợ là mình không biết làm sao để sống trong giây phút hiện tại, tức là mình không có biết là mình thở vô là mình thở vô, mình thở ra là đang thở ra. Thì cái đó là cái mà giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống, là khi mà chúng ta ở trong chánh niệm tỉnh giác. Thì vì vậy cho nên cái câu thảo luận hai là nếu hiện tại tầm thường, nhưng cái gì để bảo đảm là xả ly cái đó, xả ly cái tại tầm thường. Cái hiện tại tầm thường là cho là sự thật là cái hiện tại là cái mà chúng ta đang sống. Mà sách vở giảng dạy là mình phải sống trong cái giây phút hiện tại, chứ không có hướng về cái tương lai là nó chưa đến. Hướng về quá khứ là đã qua rồi, thì chỉ sống trong cái giây phút hiện tại. Mà Đức Phật giảng dạy cho ông Bai Giá là sống trong giây phút hiện tại này, thì đó là một hiện tại mầu nhiệm. Mình sống trong giây phút hiện tại này thì mình là được ở trong cái giây phút rồi chánh niệm tỉnh giác, không có bông lung, không có tư tưởng mà phóng dật. Sống trong giây phút hiện tại là chánh niệm tỉnh giác thì đâu có xả đi cái hiện tại.
Thành ra các con này thì con thấy chỗ này nó hơi là khó hiểu đối với con, nhưng mà chỉ xả ly là xả ly cái tâm tham tâm sân, nếu con có thì con xả ly được. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, kính thưa sư phụ, sống trong giây phút hiện tại để mới có thể thấy rằng cái tâm của cha, cái tâm của chúng ta có sân hay là không sân, tâm của chúng ta có tham hay là không tham. Nếu mà tâm sân thì mình phải biết rằng chúng ta mà sân si đối với một cái tư tưởng nào, sân si đối với một cái đối tượng nào thì là chúng ta đi vào địa ngục, nếu mà chúng ta thân hoại mạng chung mà cái tâm sân đó vẫn còn. Và tâm tham cũng vậy, nếu mà chúng ta thấy một gì đó mà chúng ta ham muốn thì sắc đẹp tiếng hay mùi thương, mùi thơm xúc lạc, thì tất cả những cái đó là những cái mà quyến rũ những chúng sanh mà chúng ta, những người mà tu hành chưa có dứt được những cái tâm tham đó thì vẫn còn là một cái người, một vị chúng sanh vô minh. Thì chúng sanh vô minh thì dễ dàng xa vào địa ngục, mà khi mà không nhìn thấy cái tâm của chúng ta đã bị tâm tham và tâm sân nó bao phủ, thì bởi vì chưa đúng mức, chưa thấy được, cho nên cái si mê, cái ngu si nó vẫn còn. Bởi vì vậy cho nên ở câu hỏi này thì con thấy rằng phải sống trong giây phút hiện tại, mà để sống trong giây phút hiện tại là do cái hơi thở của chúng ta. Theo dõi cái hơi thở của chúng ta thường bằng thiền định Samatha, thì nhờ đó chúng ta mới thấy được cái tâm mình. Và khi thấy được cái tâm mình thì chúng ta mới có biết là mình có tham hay mình không tham, mình có sân hay mình không sân. Bởi vì vậy cho nên chúng ta sẽ theo đó mà sống trong giây phút hiện tại và kiềm giữ hay là thủ hộ con mắt mình, thủ hộ tai nghe của mình, thủ hộ cái thân xúc chạm của mình để mình có thể được an lạc. Đó là cái điều mà những người Phật tử hay là tỳ kheo tu hành là phải thủ hộ và sống trong giây phút hiện tại. Kính thưa sư vị, sư phụ, và ngoài ra cái đó ra là con không hiểu gì thêm hết. Con chỉ với các câu thảo luận này thì hiểu biết trong cái giây phút hiện tại, mà nếu con có tham là con xả đi cái tâm tham đó. Tại sao? Vì cái tâm tham này nó còn để trong tâm là sẽ đưa con vào địa ngục. Con sẽ xả đi tâm sân khi mà con sống trong giây phút hiện tại. Nếu mà mình sân vì một cái hành động, một lời nói nào của ai đó thì con sẽ đi địa ngục. Và khi mà con biết được như vậy thì con cái tâm sân nó sẽ không còn nữa. Kính thưa sư phụ, đây là những cái điều mà trong cái con đường tu hành của con chỉ đến đó. Thành ra con thấy được đến đó mà thôi, ngoài ra con không thấy gì nữa thêm. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm cái câu hỏi số 2, câu thảo luận số 2 này để con được tường lãm, và nhờ vậy toàn bị trong đạo tràng này sẽ học được cái trí tuệ mà sư phụ sắp giảng dạy con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Sa thú xin kính sư Minh Thông. Thưa vị, chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật này không dạy chúng ta mơ ước về tương lai để đánh mất hiện tại, mà thay vào đó thì Đức Phật này khuyên chúng ta nên nhìn hiện tại bằng cái nhìn như thế nào đó, mà chúng ta không tạo nên cái sự khác ái, không tạo nên cái sự dao động, nhìn hiện tại thế nào đó mà không có tạo nên cái sự dính mắc, để tâm của chúng ta được an tịnh. Sự an tịnh trong hiện tại rất là quan trọng. Thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tư Quyền còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan nghỉ trả lời cho câu thảo luận sau cùng trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Tư Quyền. Dạ. Thượng tọa Tư Quyền, chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trong nền văn minh, cái văn hóa của Tây Phương, và chỉ riêng văn hóa của chúng ta nữa, xem như là hy vọng là một điều hạnh phúc. Dạ, hy vọng là chúng ta nghĩ đến cái gì tốt đẹp hơn nó sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật học thì cái ước vọng và hy vọng á, nó có phải là một dấu hiệu của khác ái không? Khác ái tức là cái sự mong mỏi mà luôn luôn là mong mỏi không gì thỏa mãn với hiện tại. Chúng ta có nghĩ như vậy không? Xin cái thỉnh thượng tọa chúng mình.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ và tôi chúc mừng. Cảm ơn đại chúng. Chúng con cái này để chư tôn đức tăng kính chào đến toàn thể quý tôn đức cùng chư Phật tử. Và đúng như vậy, kính mời quý ngài kính thưa quý vị, hay có nói cái hy vọng và cái ước vọng có phải là một khác ái? Khi chúng ta hy vọng và chúng ta mong chờ, đó chính là cái ước vọng. Ví dụ như quý vị mong rằng, sự thật ra đây nè, mong rằng sẽ có một cái liều thuốc để chuẩn bị cho Covid-19, thì đó nó hợp lý, nhưng nó cũng chính là khác ái. Vì chúng ta sợ chết, chúng ta sợ bệnh và nó sẽ chết. Cái điều hy vọng đó, đó nếu nó theo tinh thần của đời thì nó là một điều hy vọng tốt, nó là đúng đắn. Nhưng trên đứng được cái nhìn của Phật học, nó cũng vẫn là một cái khác. Rồi quý vị hy vọng rằng và tương lai chúng ta được như thế này, hy vọng người này lên, cũng như ông tổng thống này lên, ông sẽ được như thế này, được như thế nọ. Đó toàn là một chiều dài của ước vọng và hy vọng. Nhưng được hay không nó còn do là tùy cái duyên nghiệp của tất cả, mà nó thành tựu hay nó không thành tựu. Đó là sự thật. Thì cái hy vọng đây, cái khát ái đây, chỉ ngoại trừ cái pháp dục này, chúng ta hy vọng, ước vọng để đạt được những cái thành tựu về, ngay cả luôn về sanh về trời, được chứng đắc các tầng thiền, hay ngay cả chúng ta ước vọng về chỉ là chứng đắc niết bàn, thì cái ước vọng đó là chứng đắc được để chúng ta không còn sanh tử khổ đau. Thì quả chăng cái đó chỉ có một cái đó là nó lìa cái ái rồi, chứ còn tất cả còn trở lại những điều nằm trong cái khác ái hết. Bởi vì ái cổ dục, cổ sắc thì cổ vô sắc, mà nói cổ dục này thì bao la là khác ái. Cho nên chúng ta nhớ là cái bài kinh Hiền Giả, cái chài Hiền Giả đó, đừng có truy tìm quá khứ, không ước vọng ở tương lai. Tại sao như vậy? Bởi tương lai những gì chưa tới, mà khi chúng ta đang nằm mơ, chúng ta đang hy vọng một cái gì đó nó rất là xa, thì cái sự tu tập và cái cuộc sống, cuộc đời mình nó biết những gì ngay trong hiện tại. Không chừng trong hiện tại này nó sẽ còn lớn lao hơn khi tương lai, khi niềm mơ, cứ như niềm mơ ước và sự hy vọng nó trở thành tuyệt vọng, nó thất vọng. Đây là cái chỗ Phật pháp, nếu chúng ta suy nghĩ là cái lời Phật dạy tuyệt vời. Bây giờ chúng ta khổ, nhưng đều không chừng cái khổ đó nó cũng còn dễ chịu hơn là chúng ta hy vọng rằng tương lai chúng ta hết cái khổ này, có chừng cái khổ khác nó lại càng khủng khiếp hơn. Mà chúng ta thường nghe một cái câu mà lại trời phải cầu cho bảo chúa sống lâu. Chúng ta thấy người này khủng khiếp, người này sớm đi thì có một người khác người ta sẽ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng coi chừng người khác sinh ra, người khác coi như là thay đổi, thì nó lại càng một cái khủng khiếp hơn, gấp trăm gấp ngàn người này. Mà khi chúng ta đang dưới quyền, hay chúng ta đang được dưới cái nền pháp trị đó, vân vân, tất cả mọi thứ nó đều là một điều mà chúng ta không tự lựa chọn được. Cho nên cái khác ái á, thì nó bao trùm, và nó phải khác ái nhiều thì nó sẽ đau khổ nhiều là như thế. Bởi vì chúng sinh, tức là chúng ta thường nghe nói là túi thâm không đáy mà. Thì chính vì túi thâm không đáy nó sẽ miên viễn và nó sẽ vô bờ bến. Cho nên chúng ta xoáy trong cái vòng khác ái đó, chúng ta gọi là sông mê bể ái. Trong cái mê, trong cái khổ đó, nó là như thế. Thì nếu như chúng ta biết mà là chúng ta sống thực tại, sống với những gì trí túc
hiểu biết được, ý niệm được, trân quý được những gì mà trong giây phút hiện tại này chúng ta có được. Bởi vì chúng ta hy vọng và chờ đợi liệu chúng ta có sống tới đó không, chúng ta có đi đến điểm tận cùng hay không. Đây là cái điều mà nó thành thật ra thì nó khủng khiếp. Cho nên vì vậy chúng ta nên sống với cái thực tại thì chúng ta cũng đỡ khát ái, cũng đỡ phải đau khổ, đỡ phải tuyệt vọng, đỡ phải thất vọng. Và chính đây là câu trả lời của chính con. Và để có gì cần bổ túc từ kinh thần thuộc tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú xin chân sư tổ chức quyền. Thưa quý vị, đề tài này không phải là một đề tài của triết lý, mà đề tài này là một đề tài cho chúng ta đặt lại cái nhìn của mình ở trong một phương diện khác. Có thể là chúng ta sẽ tìm thấy rằng cái quan điểm của Magandhya rất là giống với nhiều người trong chúng ta ở đây khi quan điểm về vấn đề này. Bài kinh vẫn còn nửa phần, và nửa phần sau cũng chứa được rất nhiều điều quan trọng. Đã hết giờ rồi, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mê mẩn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả thân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Hoa Nguyệt và quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con kính tri ân quý sư. Dạ. Sapang subang kalang kakan tu sa.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Tha Thăm Má xin phép được đóng râm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Tha.